Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào ngài Mark E. Knapper, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thưa đại sứ, quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang ở giai đoạn tốt đẹp chưa từng có và đang ngày càng phát triển. Xin đại sứ chia sẻ đôi chút về những điều đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước chúng ta. Đại sứ Knapper nói, cảm ơn vì câu hỏi của bạn. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam rất đặc biệt. Bốn thế hệ gia đình tôi đã sống ở Việt Nam. Bố tôi là một cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và rõ ràng cuộc chiến đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Giờ đây tôi quay lại Việt Nam và vinh dự được trở thành đại sứ Mỹ tại đây. Hai quốc gia dù không quên đi quá khứ nhưng cùng hướng tới tương lai mạnh mẽ phía trước. Hoa Kỳ và Việt Nam đang chia sẻ lợi ích mạnh mẽ trong hòa bình và ổn định khu vực Biển Đông. Việt Nam là một quốc gia độc lập vững mạnh và tôi nghĩ rằng bằng cách chấp nhận những mạo hiểm, thách thức, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và gắn bó hơn trong tương lai. Hai quốc gia tôn trọng hệ thống chính trị của nhau và có mong ước mạnh mẽ rằng Việt Nam sẽ độc lập thịnh vượng bằng cách tận dụng lợi thế của việc chia sẻ lợi ích. Chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và gắn bó hơn trong tương lai. Kỳ vọng của đại sứ về tương lai của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ như thế nào ạ? Đại sứ Knapper cho biết năm 2023 là một năm rất đặc biệt với Hoa Kỳ và Việt Nam. Năm 2023 sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Mối quan hệ được chắp cánh từ năm 2013 khi Chủ tịch nước lúc bấy giờ là Trương Tấn Sang tới thăm Washington, gặp và làm việc với cựu Tổng thống Mỹ Obama. Hai bên đã giao tuyên bố chung về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, quốc phòng, an ninh. Từ đó cho đến nay đã 10 năm trải qua và sự hợp tác giữa hai nước cũng đã lớn mạnh hơn rất nhiều, tình hữu nghị cũng bền chặt hơn. Nhìn vào những gì chúng ta đạt được trong thời gian qua, tôi kỳ vọng rất nhiều vào tình hữu nghị này. Chúng ta đã nâng cấp từ quan hệ đối tác thành quan hệ đối tác toàn diện. Chúng tôi rất tin tưởng vào việc hợp tác cùng với Việt Nam, cùng nhau chúng ta chống lại cuộc chiến biến đổi khí hậu, chống lại các dịch bệnh, hợp tác để bảo vệ các vấn đề quốc tế dựa trên các quy tắc luật pháp như vấn đề Biển Đông. Việt Nam và Hoa Kỳ có mối quan hệ rất gần gũi, thực tế cho thấy hai nước đã sẵn sàng hợp tác về mọi mặt. Thưa đại sứ, tháng 11 vừa qua, ASEAN-Hoa Kỳ vừa nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Các nhà lãnh đạo ASEAN-Hoa Kỳ đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ các nguyên tắc chung, các giá trị và chuẩn mực chung nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN tuyên bố về vùng hòa bình, tự do và trung lập, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Điều này sẽ có tác động như thế nào đến hòa bình, ổn định trong khu vực và trên Biển Đông? Ngài đại sứ Hoa Kỳ cho biết khi Tổng thống Joe Biden đến dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh vào tháng 11 vừa qua, ASEAN và Mỹ đã thông qua tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Đây là một tầm cao mới. Mỹ và ASEAN bảo vệ luật lệ dựa trên các quy tắc, không một quốc gia độc lập nào bị can thiệp bởi quốc gia khác, đảm bảo rằng UNCLOS năm 1982 được thực thi cũng giống như việc coi mối quan hệ với Việt Nam là đối trọng. Tổng thống Biden cho biết rất quan trọng để thúc đẩy một khu vực Thái Bình Dương tự do mở rộng, thúc đẩy một khu vực đàm phán và đảm bảo rằng giao dịch thương mại tự do trên toàn thế giới và các nước trong khu vực. Tổng thống cũng thông báo hỗ trợ 850 triệu đô la Mỹ cho ASEAN trong năm 2023. Mối quan hệ với ASEAN rất mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi hai bên ký quan hệ đối tác toàn diện đó. Năm 2023 này, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ thúc đẩy các hoạt động và dự định gì hướng tới dịp kỷ niệm này. Ông Knapper nói, một điều tôi muốn chia sẻ đó là chúng tôi chắc chắn rằng có những biện pháp sâu hơn để giúp du khách quay trở lại. Việt Nam là một điểm đến nổi tiếng để các nhà lãnh đạo thế giới đến khám phá và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc gia. Hiện tại thì có bang Arizona sẽ mở rộng thương mại và vật liệu bán dẫn, có chính sách để người Việt Nam du lịch Mỹ và ngược lại. Chúng tôi đã có rất nhiều những cuộc đối thoại quan trọng trong thời gian gần đây, như quyền bảo hộ lao động sẽ càng mở rộng phát triển hơn, tiếp tục mở rộng hoạt động của các tổ chức không chỉ trong 10 năm qua mà còn trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng rằng tình hữu nghị giữa hai nước là không có ranh giới, vượt lên trên mọi giới hạn và còn đi xa hơn nữa trong năm tới. Thưa đại sứ, ông từng là tham tán chính trị trẻ tuổi nhất ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ năm 2004 đến năm 2007.
trở lại Việt Nam trong vai trò đại sứ Mỹ sau 15 năm, đại sứ có cảm nhận gì về những thay đổi của Việt Nam? Ngài đại sứ cho biết Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi trong những năm qua, cụ thể là nền kinh tế Việt Nam đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Các nhà lãnh đạo không chỉ nổi danh trong khu vực mà còn trên toàn cầu. Lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam ở Sudan làm việc rất tốt. Tôi có thể nhận thấy sự tham vọng và công nhận rằng Việt Nam có vị thế ổn định ở tầm nhìn toàn cầu và Hoa Kỳ rất ủng hộ điều này. Chúng tôi hy vọng Việt Nam tiếp tục giữ vai trò này. Gần đây Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Rất mong đợi Việt Nam sẽ thực hiện các cam kết về nhân quyền, hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết những nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Như vậy, đối với những gì tôi chứng kiến Việt Nam trong 15 năm qua mới thấy thay đổi như thế nào. Việt Nam nay đã lớn mạnh hơn và khẳng định vị thế trên toàn cầu. Đại sứ chắc hẳn đã đi rất nhiều nơi ở Việt Nam, vậy thì ngài thích nơi nào nhất? Ông Knapper nói, tôi mới chỉ chính thức nhận công tác ở Việt Nam được gần một năm, nhưng với tôi, người Việt Nam vẫn như khi tôi đến đây làm việc cách đây 15 năm. Người Việt Nam rất thân thiện, ấm áp và chân thành. Người dân ở ba miền Bắc Trung Nam đã tạo cho tôi một ấn tượng rất tốt. Tôi rất may mắn và có rất nhiều những cơ hội tuyệt vời ở đây. Tôi mong đợi 2023 tôi có thể đi thêm được nhiều nơi hơn nữa. Đại sứ có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian ở Việt Nam hay không? Đại sứ Knapper chia sẻ, để nói về kỷ niệm thì đó là việc lần con trai tôi đến Việt Nam khi tôi đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, giai đoạn năm 2004 đến năm 2007. Khi đó con tôi mới chỉ là một cậu nhóc tầm 4 đến 5 tuổi, vì thế nó rất vui với những cuộc đi chơi tới Hội An, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những việc chúng tôi đã làm khi mà nó còn bé. Giờ đây quay lại Việt Nam, con tôi đã 21 tuổi rồi, đã là một người đàn ông trưởng thành. Đó là một điều khác biệt. Nhân dịp năm mới, đại sứ có lời chúc gì dành cho người dân Việt Nam cũng như khán giả của chúng tôi không ạ? Ngài Napper, tôi muốn chúc mọi người sức khỏe, thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Năm mới ở Việt Nam thì mọi người hay thường nói câu chúc mừng năm mới. Xin chúc các bạn đón Tết đầm ấm, chào đón một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới! Cảm ơn đại sứ đã tham gia cuộc trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay trong một dịp đặc biệt như thế này. Và chúng tôi cũng chúc ngài sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Máy bay Mỹ, Trung Quốc áp sát nhau trên Biển Đông. Thưa quý vị, một máy bay quân sự Trung Quốc bị cho là áp sát máy bay của không quân Mỹ trên Biển Đông ở cự ly chỉ khoảng 3 mét. Reuters dẫn thông cáo của quân đội Mỹ cho hay sự việc xảy ra hôm vừa qua khi một máy bay chiến đấu J-11 của Hải quân Trung Quốc tiếp cận máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ ở không phận quốc tế trên Biển Đông. Theo người phát ngôn của quân đội Mỹ, máy bay của Trung Quốc áp sát chỉ cách cánh máy bay của Mỹ khoảng 3 mét, buộc máy bay Mỹ phải thực hiện biện pháp an toàn, tránh va chạm trên không. Washington sau đó đã phản ánh vụ việc với Bắc Kinh, coi đây là một sự việc nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng các nước ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sử dụng không phận quốc tế một cách an toàn và tuân thủ luật pháp quốc tế, thông cáo của quân đội Mỹ nhấn mạnh. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận. Trung Quốc từng chỉ trích việc Mỹ đưa các tàu và máy bay quân sự đến Biển Đông không tốt cho hòa bình và ổn định ở khu vực. Mỹ định kỳ triển khai hoạt động tuần tra hàng không, hàng hải ở khu vực. Trong một cuộc họp hồi tháng 11 với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề cập đến tầm quan trọng của việc tăng cường liên hệ giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc nhằm tránh xung đột không cần thiết. Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng do hàng loạt vấn đề. Đặc biệt, chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi tháng 8 khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng vẫn tiến hành các thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo. Các nghị sĩ của Mỹ nhiều lần đến thăm đảo Đài Loan. Trung Quốc bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Mỹ làm tân ngoại trưởng. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng nước này đã bổ nhiệm đại sứ của Bắc Kinh ở Mỹ Tân Cương làm tân ngoại trưởng. Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc CNR tối ngày hôm nay thông báo nước này đã bổ nhiệm ông Tân Cương, đại sứ của Bắc Kinh tại Trung Quốc, trở thành ngoại trưởng mới. Theo CNR, quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Ông Tân, 56 tuổi, người tới Mỹ nhận nhiệm vụ vào tháng 7 năm 2021, được xem là có quan điểm cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và thể hiện sự mềm mỏng hơn trong chính sách ngoại giao. Theo Bloomberg, động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc có các dấu hiệu cho thấy họ có thể đang hướng tới chiến lược ngoại giao bớt đối đầu hơn với các đối thủ trong năm tới. Ông Tần từng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong thời gian qua, ông đưa ra các thông điệp khá ôn hòa trước những chủ đề nóng trên toàn cầu và khu vực, như cuộc chiến Nga-Ukraine hay căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Hôm vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã nêu ra những nhiệm vụ đối ngoại của năm 2023. Bắc Kinh cho biết sẽ nỗ lực để điều chỉnh quan hệ với Mỹ và tăng cường đối thoại với các nước châu Âu. Trong vài năm qua, một số nhà ngoại giao của Trung Quốc đã thể hiện phong cách cứng rắn và quyết liệt. Phong cách ngoại giao chiến lang đã trở thành thuật ngữ phổ biến năm 2023.
2019 khi các nhà ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ Trung Quốc mạnh mẽ trước các đối thủ của Bắc Kinh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.